Kính bạch quý hòa thượng, chư tôn đức tăng ni và Phật tử, hôm nay con rất là vinh dự được báo cáo với các quý thầy cái chuyên đề về truyền thông, ứng phó và xử lý cái khủng hoảng truyền thông trong hoạt động của Phật giáo. Chuyên đề này thứ nhất có mấy cái nội dung. Đầu tiên ấy, đó là khái niệm truyền thông là gì. Truyền thông ở Việt Nam là một khái niệm rất là mới. Lâu nay ấy, chúng ta quen cái hoạt động thông tin tuyên truyền và quen cái cách nói khái niệm là thông tin tuyên truyền rất quen. Chứ truyền thông là mới. Nó là một khái niệm khoa học phổ quát trên thế giới, nói ra ai cũng hiểu cả. Cho nên trước hết xin báo cáo về khái niệm truyền thông là gì. Truyền thông một cách đơn giản nhất đó là hoạt động cung cấp thông tin, trao đổi thông tin, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm. Để cung cấp thông tin, trao đổi thông tin qua lại và chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm. Hoạt động truyền thông nào cũng có mục đích cụ thể. Mục đích của hoạt động truyền thông thứ nhất là nhằm mở mang hiểu biết cho đối tượng truyền thông. Thứ hai là nâng cao nhận thức cho đối tượng truyền thông. Thứ ba là hướng tới thay đổi thái độ hành vi xã hội của đối tượng truyền thông. Đấy là khái niệm cơ bản nhất về truyền thông. Chúng ta phải nắm được cái này để cái hoạt động truyền thông của chúng ta nó mới đạt được cái kết quả mong muốn. Thứ hai là nói về chủ thể của hoạt động truyền thông. Chủ thể hoạt động truyền thông trước hết đó là các cá nhân. Các cá nhân. Trong hội trường này, các quý hòa thượng, các tăng ni Phật tử, mỗi người đều là một chủ thể của hoạt động truyền thông. Có những người hoạt động truyền thông rất có hiệu quả, mà cũng có những người hoạt động truyền thông lúng túng vụng về và có thể dẫn tới khủng hoảng truyền thông. Ông tiến sĩ Dương Đức Ngọc là trường hợp một ông tiến sĩ, một nhân vật nổi tiếng, trí thức, nhưng mà chỉ một lời nói đã gây bão truyền thông khẩu nghiệp rồi, và chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu mà không biết cách ứng phó xử lý khủng hoảng truyền thông thì sẽ phải trả giá, sẽ phải gánh chịu những hậu quả hết sức là tai hại. Cho nên mỗi cá nhân đều phải biết làm truyền thông, đều cần có kỹ năng truyền thông. Đặc biệt là các cá nhân là nhân vật chức sắc, giữ vai trò địa vị quan trọng, có uy tín càng lớn trong xã hội thì càng cần phải có kỹ năng truyền thông, cần phải biết tổ chức các hoạt động truyền thông hiệu quả. Thứ hai là chủ thể truyền thông là doanh nghiệp. Hiện nay trên đất nước Việt Nam chúng ta, doanh nghiệp và giới doanh nhân là những thành phần rất nhạy bén nhận thức được sức mạnh của truyền thông, nhạy bén nắm bắt được cái sức mạnh truyền thông, nắm bắt được kỹ năng truyền thông và thực hiện được những hoạt động truyền thông hiệu quả nhất, đó là giới doanh nhân Việt Nam. Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam lớn và vừa đều có ban truyền thông và có những hoạt động truyền thông chuyên nghiệp mang lại lợi nhuận hết sức cụ thể đối với doanh nghiệp. Cho nên theo đánh giá của chúng tôi, hiện nay trong xã hội Việt Nam, giới doanh nhân đang đi tiên phong trong hoạt động truyền thông. Chủ thể thứ ba đó là tổ chức xã hội. Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chúng ta thử ví dụ xem để biết được cái bóng đá Việt Nam trong 2 năm trở lại đây có thể nói có những thành tích đột biến, có những bước tiến rất là ngoạn mục mà khiến cả xã hội chúng ta phải yêu quý và nể trọng, và kể cả các nước khu vực cũng rất đánh giá rất cao. Nhưng mà do cái hoạt động truyền thông chưa có hiệu quả, cho nên cái tổ chức quản lý nó, đó là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thì uy tín và hình ảnh lại không cao lên một cách tương xứng mà vẫn là thấp. Đó là do nguyên nhân là hoạt động truyền thông không có hiệu quả. Tổ chức xã hội trong đó có tổ chức tôn giáo,
Và đặc biệt chúng ta hôm nay nói về hoạt động truyền thông của tổ vừa tôn của Phật giáo với tư cách là các cá nhân là tăng ni Phật tử và tổ chức Phật giáo. Thì hôm nay là chủ đề hôm nay là nói chuyện về truyền thông Phật giáo. Nhưng mà xin thưa với các quý vị là trong những năm vừa rồi, cái chuyên môn sâu mà tôi đi giảng dạy nhiều ấy, đó là truyền thông nhà nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn và lúng túng. Phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí thì chậm chạp, lúng túng, bị động, thực hiện trách nhiệm phát ngôn chưa được tốt. Những cuộc khủng hoảng truyền thông diễn ra triền miên ở thủ đô Hà Nội những tháng vừa rồi, từ vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, rồi đến không khí bẩn nhiễm bụi mịn, rồi đến nước bẩn ở nhà máy nước Sông Đà, các cuộc khủng hoảng truyền thông diễn ra triền miên, những cái ứng phó của chính quyền phải nói là hết sức chậm chạp, cảnh báo cho người dân về vấn đề nguy cơ sức khỏe cũng hết sức là chậm chạp và tiền hậu bất nhất, hiệu quả chưa cao, cho nên dẫn đến dư luận xã hội rất là bức xúc. Bây giờ nếu nói về cá nhân mà làm truyền thông thì tất nhiên là có rất nhiều cái vấn đề cần quan tâm. Hôm nay tôi chỉ nói qua nhanh. Cá nhân các quý vị ở đây làm truyền thông thì cần quan tâm mấy cái vấn đề trong bối cảnh mạng xã hội hiện nay. Hiện nay gần như người Việt Nam lớn nào, trưởng thành nào cũng có mạng xã hội cả. Thì cái thứ nhất là quản lý thời gian trên mạng xã hội là cần một kỹ năng hết sức là quan trọng để tránh cái lãng phí thời gian trên mạng xã hội. Thứ hai là tiếp nhận thông tin có phê phán. Trên mạng xã hội hiện nay thông tin rất là nhiều, rất là nhanh, nhưng mà tiếp nhận thông tin mà không có sự phê phán, không biết kiểm tra xác minh thì có thể sử dụng tin vào những tin thất thiệt. Thứ ba là năng lực, kỹ năng xử lý kiểm tra xác minh thông tin là rất quan trọng. Để có thể sử dụng được cái thông tin trên mạng xã hội thì dứt khoát phải có cái khả năng xử lý kiểm tra xác minh những thông tin chưa đáng tin cậy. Thứ tư là sử dụng mạng xã hội thì cái việc đưa thông tin lên mạng xã hội đối với tất cả mọi người đều cần phải hết sức thận trọng để tránh tiết lộ những bí mật đời tư của bản thân và gia đình và người quen, người thân, rồi là bí mật nhà nước và có thể. Tiếp theo nữa là diễn đàn trên mạng xã hội hết sức là tự do và thoải mái thuận tiện, nhưng mà phải có kỹ năng tôn trọng ý kiến khác biệt. Cái này là cái rất là quan trọng hiện nay. Người Việt Nam cũng như người Á Đông nói chung ít tranh luận. Thế bây giờ có cơ hội tranh luận thoải mái trên mạng xã hội thì rất nhiều người thiếu kỹ năng, thiếu cái thói quen là tôn trọng ý kiến khác biệt. Mình có ý kiến của mình, mình có niềm tin của mình, nhưng mình cũng phải tôn trọng ý kiến người khác, tôn trọng niềm tin của người khác. Tiếp theo là với tư cách cá nhân thì không được vi phạm những điều cấm khi tham gia mạng xã hội theo luật an ninh mạng, bây giờ có luật quy định rồi. Và tiếp theo nữa là kỹ năng biết giữ gìn hình ảnh bản thân. Rất nhiều người không biết giữ gìn hình ảnh bản thân, đã để lộ lọt xuất hiện những hình ảnh clip phản cảm lên mạng xã hội, tác hại vô cùng to lớn. Tiếp theo nữa, trong thời đại mạng xã hội hiện nay, mỗi một người dân trong số mấy chục triệu người dân Việt Nam đều có smartphone, đều có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào, quay clip bất cứ lúc nào, giám sát bất cứ lúc nào đối với mọi quan chức cũng như mọi người khác. Cho nên đứng trước tình hình hiện nay trong thời mạng xã hội thì mỗi một người, đặc biệt nhà những quý vị chức sắc Phật giáo, càng cần phải biết giữ gìn hành xử, giữ gìn hình ảnh bản thân mình bằng cách hành xử chuẩn mực mọi lúc mọi nơi. Và cuối cùng đó là kỹ năng xử lý khủng hoảng. Không ai có thể đứng ngoài khủng hoảng truyền thông được. Bất cứ một người nào có thể vướng phải khủng hoảng truyền thông bất cứ lúc nào. Với tư cách là cá nhân cũng thế, với tư cách là tổ chức Phật giáo cũng như thế. Bây giờ tôi nói sang thêm khái niệm truyền thông Phật giáo là gì. Chúng ta phải nắm chắc hoạt động truyền thông Phật giáo khái niệm là gì. Thì để thấy được muốn có cái hoạt động này nó hiệu quả thì chúng ta cần phải làm gì. Hoạt động truyền thông Phật giáo là hoạt động có tổ chức của tăng ni và tổ chức Phật giáo. Hoạt động có tổ chức thông qua giao tiếp xã hội, cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin
với Phật tử và với công chúng. Đấy, khái niệm đơn giản như thế. Hoạt động có tổ chức của tăng ni Phật tử và tổ chức Phật giáo thông qua giao tiếp xã hội, thông qua cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin với Phật tử và với công chúng. Như thế là có hai cái đối tượng quan trọng hôm nay chúng ta nghiên cứu. Đối tượng thứ nhất đó là Phật tử. Đối tượng truyền thông thứ hai đó là công chúng rộng rãi, 96 triệu người dân Việt Nam. Mục đích của hoạt động truyền thông Phật giáo là nhằm làm cho công chúng hiểu biết đúng về Phật giáo, làm cho công chúng có sự tôn trọng đối với Phật giáo, có thiện cảm đối với Phật giáo, và làm cho công chúng có niềm tin vào Phật Pháp. Như thế là chúng ta thấy được là khái niệm hoạt động truyền thông Phật giáo phải hướng tới mấy mục tiêu này. Cho nên phải đạt được những mục tiêu này thì mới có thể nói là hoạt động truyền thông Phật giáo có hiệu quả. Đúng không ạ? Thứ nhất là công chúng phải hiểu đúng về Phật giáo. Thứ hai là công chúng tôn trọng, có thiện cảm với Phật giáo. Và thứ ba là công chúng có niềm tin vào Phật Pháp. Truyền thông Phật giáo suy cho cùng, cái mục đích cao nhất đó là tạo dựng và giữ gìn hình ảnh uy tín của tăng ni và tổ chức Phật giáo. Đấy là cái mục tiêu cao nhất, mục tiêu tối cao của truyền thông. Truyền thông Phật giáo nói gì thì nói, cuối cùng phải làm cho tạo dựng được và giữ gìn được cái hình ảnh và uy tín của tăng ni, hình ảnh uy tín của tổ chức Phật giáo. Đấy là mục tiêu cao nhất phải hướng tới. Cho nên làm truyền thông kiểu gì thì làm, nhưng mà phải hướng tới tạo dựng và nâng cao hình ảnh và giữ gìn được hình ảnh uy tín. Làm cho công chúng hiểu đúng về Phật giáo, làm cho công chúng tôn trọng Phật giáo, làm cho công chúng tin tưởng vào Phật Pháp. Đấy là mục đích của truyền thông Phật giáo. Bây giờ các hoạt động truyền thông Phật giáo lâu nay có thể nói là có rất nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp và hiệu quả. Hoạt động truyền thông Phật giáo có giao tiếp xã hội, có các hoạt động tôn giáo, các hoạt động xã hội này, từ thiện này, về việc tổ chức các sự kiện. Có thể nói là các tổ chức, các sự kiện do Phật giáo tổ chức nói chung là hết sức là trang trọng, hết sức là tôn nghiêm và có ấn tượng với xã hội và có hiệu quả. Cái loại thứ hai của hoạt động truyền thông Phật giáo đó là hoạt động thông qua báo chí. Thứ nhất là hệ thống báo chí của Phật giáo, thứ hai là hệ thống báo chí của khắp cả nước. Thứ ba đó là hoạt động truyền thông Phật giáo thông qua xuất bản, chủ yếu là xuất bản sách và các sản phẩm nghe nhìn. Và thứ tư là hoạt động truyền thông Phật giáo thông qua mạng xã hội, phải liên thông. Mọi hoạt động, mọi sự kiện của tổ chức Phật giáo nói chung bây giờ đều được đưa lên mạng xã hội. Ví dụ rất sinh động là cái khóa tập huấn của chúng ta đây được truyền hình, được livestream đưa lên mạng xã hội hết sức rộng rãi. Bản thân tôi hôm qua cũng đưa lên Facebook các cái hình ảnh hết sức là ấn tượng về cái khóa tập huấn của chúng ta. Và tôi cũng có comment, có nhận xét ở trên Facebook của tôi ấy, là tôi đã tham gia hàng trăm cuộc tập huấn về truyền thông nhưng mà chưa bao giờ được trình diễn, thuyết trình trước một sự kiện truyền thông hoành tráng, long trọng như hội nghị này. Thật sự là như thế. Như thế là thông qua mạng xã hội hiện nay đang là một cái phương tiện rẻ tiền mà lan tỏa rất nhanh, hiệu quả rất lớn. Bất cứ mọi hoạt động nào cũng cần được kết nối với mạng xã hội. Bây giờ tiếp theo là cái nội dung quan trọng hôm nay tôi được giao nhiệm vụ, đó là giao tiếp với báo chí như thế nào. Câu chuyện này á, thật sự là một câu chuyện rất là lớn đối với mọi quan chức Việt Nam. Trong 10 năm vừa rồi tôi đã tập huấn cho hơn 10.000 lượt quan chức Việt Nam, các bộ ngành và các tỉnh thành phố, là gì ạ? Đó là kỹ năng giao tiếp với báo chí. Và bây giờ cái nhiệm vụ này vẫn rất là thời sự. Cho nên những người như tôi nghỉ hưu rồi nhưng mà rất là đắt show. Tuần vừa rồi là đi 5 tỉnh tất cả. Cũng chỉ là nói về kỹ năng phát ngôn và giao tiếp báo chí thôi. Như thế để thấy được là nhu cầu xã hội bây giờ rất là lớn. Thế giao tiếp với báo chí thì thứ nhất là có phát ngôn và cung cấp thông tin về báo chí. Bây giờ có nghị định 09 và luật báo chí rồi. Cho nên làm bây giờ làm theo luật, quan chức nhà nước phải làm theo luật. Thứ hai là phải có cái quy trình đón tiếp làm việc tại nhà báo thế nào. Nhà báo đến làm việc thì cần giấy tờ gì, kỹ năng trả lời phỏng vấn thế nào. Nói chung là những nội dung này á, là thật sự là hết sức là quan trọng đối với truyền thông mỗi cá nhân. Thì hôm nay với các quý thầy thì tôi xin báo cáo một số nội dung sau đây. Thứ nhất á,
là hiện nay báo chí liên thông với mạng xã hội, báo chí Việt Nam ấy liên thông với mạng xã hội, cho nên họ đưa về Phật giáo thì nói chung là không nhiều. Nhưng mà khi mà họ đưa về Phật giáo là thường là có vấn đề được dư luận quan tâm. Và khi báo chí đã đưa lên thì nó thành một cái hội chứng cả xã hội quan tâm rất là nhiều. Đấy, cho nên ấy, trong những trường hợp như thế là cần giao tiếp với báo chí như thế nào, nó có chuyên nghiệp là rất quan trọng. Còn giao tiếp báo chí mà vụng về thì chúng ta có thể làm cho cái hoạt động truyền thông của mình là kém hiệu quả. Cho nên nói về giao tiếp báo chí, thứ nhất là có mấy nội dung sau đây. Thứ nhất là báo chí Việt Nam theo luật báo chí họ có đặc quyền tiếp cận thông tin. Cái này rất nhiều người không để ý này. Cả cái xã hội Việt Nam 96 triệu người này á, tầng lớp báo chí 24.000 nhà báo Việt Nam, họ có đặc quyền tiếp cận thông tin. Cho nên khi họ đến với nhà chùa, họ đến với cơ sở Phật giáo, họ đến với tăng ni, chúng ta phải tôn trọng đặc quyền của báo chí các nhà báo Việt Nam. Đấy, cho nên rất nhiều người á là chưa hiểu việc này, cho nên là bảo họ đến thì coi thường họ, họ đến rồi né tránh, họ đến rồi không tiếp, họ đến rồi từ chối, họ đến rồi nói những lời mà không hay với họ, cái này đều là tối kỵ cả. Đấy, cho nên một nguyên tắc đối với báo chí là tranh thủ các nhà báo, kể cả những ông to lớn trên thế giới, lãnh tụ của thế giới, người ta cũng phải một phương châm là tranh thủ các nhà báo, không được lơ là các nhà báo. Các nhà báo đến với mình không nên coi đó là một sự phiền toái, các nhà báo đến với mình là coi là cơ hội cho hoạt động truyền thông Phật giáo. Cho nên tư duy là phải như thế. Họ đến với mình là tay bắt mặt mừng, họ đến với mình là cơ hội để mình làm truyền thông. Đấy, cái thứ nhất là tư duy. Thứ hai là các nhà báo đến với mình ấy thì mình phải biết có một quy trình làm việc chuyên nghiệp với nhà báo. Rất nhiều người ấy không nắm được quy trình làm việc với nhà báo như thế nào thì gặp rất nhiều sai sót. Quy trình này gồm mấy việc. Việc thứ nhất ấy, đó là gì ạ? Việc thứ nhất là tiếp nhận yêu cầu của nhà báo. Bình thường ấy, khi người ta đã quan tâm, dư luận có quan tâm đến Phật giáo thì phóng viên mới đến hỏi các tăng ni. Dư luận mà không quan tâm thì người không đến hỏi đâu. Cho nên khi họ đến hỏi, mình phải biết được hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu người đang quan tâm đến việc của mình rồi. Cho nên họ là thay mặt công chúng họ đến thôi. Cho nên họ đến ấy, thì mình phải theo quy trình thế nào? Thứ nhất là tiếp nhận yêu cầu phóng viên. Tiếp nhận đó là gì ạ? Thông thường là họ gọi điện, họ có số của sư rồi, của chùa rồi, họ gọi điện. Thế mình nghe cuộc điện thoại của phóng viên như thế nào? Nghe cuộc điện thoại của phóng viên là cuộc điện thoại làm việc, là cuộc điện thoại truyền thông, chứ không phải cuộc làm việc nói chuyện thông thường. Cho nên khi mà mình nói chuyện mà phóng viên bảo tôi muốn gặp nhà sư, tôi muốn gặp quý hòa thượng để phỏng vấn, thì chúng ta phải nên nhớ rằng cuộc nói chuyện này với phóng viên là cuộc làm việc truyền thông rất là nghiêm túc. Thế trong cuộc này cần phải làm gì? Thứ nhất là phải hỏi được phóng viên ấy, anh gặp tôi hỏi về việc gì? Mục đích yêu cầu cuộc gặp và trả lời phỏng vấn, cái đó là chúng ta phải hỏi. Cái này luật báo chí cũng yêu cầu như thế. Cái thứ nhất là phải hỏi được họ hỏi cái gì. Cái thứ hai phải hỏi họ được câu này: thế thì đề nghị phóng viên cho tôi biết các câu hỏi cụ thể. Để làm gì ạ? Họ hỏi về cái việc cái chùa của mình đang xây, nhưng mà xung quanh cái chùa của mình đang xây có thể họ hỏi 100 câu hỏi, mình không biết họ hỏi cái gì đâu. Cho nên muốn giới hạn xem họ biết cụ thể cái gì thì đề nghị họ cho biết câu hỏi. Mà luật báo chí có yêu cầu là phóng viên trước khi đi phỏng vấn ấy là phải cho biết trước câu hỏi nhé. Trách nhiệm của ông nhà báo, ông phải cho tôi biết trước câu hỏi, là luật quy định ông phải có trách nhiệm nhé. Chứ không phải tôi thích tôi trái khoáy để hỏi ông như thế đâu nhé. Cho nên họ phải cho mình đọc, cho mình chép mấy câu hỏi, hay là họ gửi qua email cho mình danh sách 3-4 câu hỏi. Mình biết được 3 câu hỏi này thì chỉ biết là xung quanh cái xây chùa, nhưng họ hỏi có 3 chuyện thôi, cho nên mình chỉ chuẩn bị trả lời 3 chuyện thôi, chứ không phải mình không biết đường nào mà chuẩn bị cả. Cho nên muốn chuẩn bị tốt nhất những cái nội dung để nói với báo chí là phải biết báo chí hỏi gì, cho nên chép 1-2-3 câu hỏi. Đấy, phải hỏi họ câu hỏi gì. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo nữa, họ hỏi mà 3 câu hỏi thì mình xem 3 câu hỏi thì họ hỏi có hợp lý không nhé. 3 câu hỏi anh hỏi mà sách mé nó không được, anh toàn hỏi những cái sai cái kém của nhà chùa không được nhé.
Cho nên anh hỏi ba cái câu hỏi toàn hỏi cái kém cái tiêu cực của nhà chùa. Thế tôi trả lời xong thì bài trả lời phỏng vấn của tôi toàn nói cái sai cái kém của nhà chùa của Phật giáo cả. Như thế là không được. Như thế là tiêu cực, không được. Cho nên thế nếu mà họ hỏi không hợp lý, mình đề nghị họ hỏi câu hỏi này này. Mình muốn nói cái gì với công chúng thì mình đề nghị họ hỏi câu đó. Cho nên đây là truyền thông chủ động. Tôi muốn nói xung quanh cái việc xây chùa này này, dư luận đã quan tâm này. Tôi muốn nói việc một, việc hai, việc ba này với công chúng này. Muốn giải trình này, muốn giải thích này, muốn thuyết phục này. Thì đề nghị phóng viên hỏi câu hỏi này, cho tôi có cơ hội để tôi nói cái việc tôi cần nói. Tức là mình cần thông điệp gì, cần chuyển thông điệp gì với công chúng thì đề nghị họ hỏi câu hỏi đó. Chứ không phải là họ hỏi ba câu hỏi là mình cứ thế theo nhất nhất theo họ đâu. Mình có quyền thống nhất với nhà báo về danh sách các câu hỏi. Đấy, cho nên là mình chuẩn bị tốt cái nội dung làm việc với phóng viên là phải thống nhất về câu hỏi, danh sách câu hỏi hợp lý. Có cái việc sai, có việc có thể chữa hay, nhưng mà có rất nhiều việc hay, rất nhiều việc tốt tôi cần phải nói. Chứ cái bài nó phải tổng quan. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là thống nhất với phóng viên về các câu hỏi rồi thì chúng ta phải viết ra văn bản cái nội dung câu trả lời. Bây giờ mình nói ứng khẩu, mình nói vo, mình nói ngẫu hứng với phóng viên thì 10 câu đúng có khi có một câu sai. Một câu sai là nguy hiểm chết người rồi. Về mặt truyền thông phát ngôn là không được phép một câu nào sai cả. Bây giờ rất nhiều quan chức, kể cả quan chức rất to cũng nói sai, phát ngôn gây sốc rất là nhiều. Đó là vì sao ạ? Vì không có chuẩn bị trước bằng văn bản những lời điều mình nói. Mình nghĩ sao mình nói vậy, ứng khẩu ngẫu hứng là thế nào cũng không tránh được cái sai. Cho nên chúng ta muốn nói với báo chí, ăn nói với báo chí tức là ăn nói với dân chúng. Ăn nói với dân chúng không được phép nói sai, không được phép nhỡ miệng, đúng không ạ? Không được phép vạ miệng. Thì chỉ có cách là gì ạ? Những điều mình định nói với báo chí phải chuẩn bị trước bằng văn bản. Họ có ba câu hỏi, tôi chuẩn bị trước bằng văn bản ba câu trả lời rất chuẩn chỉnh. Và có những người hỏi ý kiến người nào ở kia xem trả lời này chuẩn chắc chưa, chuẩn xác. Hỏi ý kiến cấp trên xem đã chuẩn xác chưa. Tức là chuẩn bị những lời nói với báo chí chuẩn bị trước bằng văn bản. Đấy, là rất là quan trọng. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là hẹn. Hẹn phóng viên giờ nào đến. Thì nói chung là họ mà hỏi mình buổi sáng và xin gặp thì tốt nhất là chiều nay gặp họ rồi thì tốt nhất. Chứ mình bảo tuần sau mà gặp ấy thì phóng viên người ta không thích đâu. Phóng viên những chuyện dư luận đang quan tâm ấy, trên mạng xã hội đang ầm ĩ hết cả lên ấy, người ta muốn đăng bài ngay và luôn, đưa lên báo điện tử liền, cạnh tranh thông tin báo nọ với báo kia. Cho nên thời gian là vàng bạc, không được trì hoãn lâu quá. Họ gặp mình buổi sáng xin gặp thì buổi chiều gặp ngay là tốt nhất. Đấy, nghĩa là mình có đủ thời gian mình chuẩn bị 3-4 câu trả lời là ok rồi. Đấy, như thế là để là hẹn gặp với phóng viên. Tiếp theo nữa là khi nhà báo đến thì dứt khoát phải có cái động tác kiểm tra danh tính của phóng viên. Bây giờ có 24.000 phóng viên, trong đó 19.000 phóng viên có thẻ. Thì theo luật báo chí, phóng viên phải có thẻ nhà báo mới được đi hành nghề. Mà hôm nay chúng ta làm việc, nói chuyện hôm nay là nói chuyện để tiếp đón nhà báo trả lời phỏng vấn báo chí. Chứ anh mà không phải nhà báo thì tôi không có trách nhiệm phải gặp anh mà trả lời anh. Tôi không có trách nhiệm tiếp anh đâu. Anh là nhà báo thì tôi mới tiếp anh. Bởi vì luật báo chí quy định nhà báo mới có cái đặc quyền tiếp cận thông tin, nhưng người khác thì không có. Cho nên tôi phải kiểm tra xem anh có phải là nhà báo không. Rất khoát nhà chùa phải kiểm tra thẻ nhà báo. Mà bây giờ có cả những phần mềm, người ta có danh sách thẻ nhà báo là có trên phần mềm hết. Danh sách 19.000 nhà báo có thẻ là anh có trong danh sách đó. Anh không phải nhà báo thì tôi không có trách nhiệm làm việc với anh. Đấy là cái thứ nhất phải rõ ràng. Mà thẻ nhà báo thì chỉ có một loại thẻ duy nhất có giá trị, đó là thẻ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Thẻ khác không có giá trị. Thẻ do Hội Nhà báo cấp để sinh hoạt hội không có giá trị làm việc. Thẻ mà do cơ quan báo chí tự in ra rất đẹp nhưng mà không có giá trị. Chỉ có một thẻ duy nhất do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới có giá trị. Cho nên người mang cái thẻ này là nhà báo xịn rồi. Cho nên mình yên tâm làm việc. Thế bây giờ có trường hợp này, có 5.000 phóng viên hiện nay chưa được cấp thẻ nhà báo. Họ phải hành nghề báo chí 2 năm đến 3 năm thì mới được xin cấp thẻ nhà báo. Thì 5.000 cái ông mà chưa được cấp thẻ nhà báo này thì mình đối xử thế nào? Thế trường hợp này á, yêu cầu họ phải có giấy giới thiệu của tổng biên tập. Giấy giới thiệu đây ông này chưa có thẻ nhưng mà là phóng viên của báo Tuổi Trẻ, phóng viên của báo Tiền Phong. Ông tổng biên tập phải giới thiệu bảo lãnh, đây là phóng viên thì mình mới làm việc. Cho nên những người chưa có thẻ thì dứt khoát phải có giấy giới thiệu, đây là phóng viên. Lãnh đạo có giấy giới thiệu hợp lệ mang lên đây. Và lãnh đạo giấy giới thiệu phải ghi là đến gặp cơ sở Phật giáo, giáo hội hay là nơi nào đấy
ghi tên anh muốn gặp ai, cơ quan nào phải ghi trong giới thiệu thì nó mới hợp lệ. Đấy. Và trong nội dung giới thiệu phải ghi rõ nội dung, mục đích, yêu cầu làm việc. Đấy. Như thế là cái kiểm tra danh tính này để làm gì ạ? Để biết chắc chắn người đang làm việc với mình là phóng viên. Chứ nếu không phải phóng viên thì chúng ta không làm việc. Đấy là rất rõ ràng như thế đó. Chỉ có phóng viên mới có quyền tiếp cận thông tin. Tiếp theo là cái kỹ năng trả lời phỏng vấn. Bây giờ ấy, thời buổi mạng xã hội, cho nên phóng viên họ đến, họ phỏng vấn nhà chùa, họ phỏng vấn tăng ni, nói chung là họ phỏng vấn truyền hình, họ quay camera và các nhà sư trả lời phỏng vấn trước camera. Cái này trước đây thì không có, rất là ít đúng không ạ? Nhưng bây giờ ấy là phổ biến. Bây giờ nhà báo đã không đến thì thôi, họ đến họ làm truyền hình dứt khoát là phải có phỏng vấn truyền hình. Có thể smartphone, có thể máy ảnh nhỏ hay là cái camera dựng như này. Nhưng tôi nhất là có phỏng vấn truyền hình. Cho nên một vấn đề đặt ra hiện nay trong kỹ năng truyền thông của các quý thầy ấy là phải thể hiện trước ống kính truyền hình như thế nào mà cho nó cái hiệu quả cao nhất. Đấy, cái này rất quan trọng này. Rất nhiều người không quen là không biết đâu. Cho nên những cái kỹ năng sơ đẳng nhất của một cuộc trả lời phỏng vấn trước ống kính truyền hình là có mấy nội dung sau đây. Đúng không? Nội dung thứ nhất ấy, thì các quý thầy thứ nhất là mình chọn đứng hay là ngồi. Đấy. Ngồi thì ngồi hết sức là vững chãi, đứng cũng hết sức là vững chãi, không có nhấp nhổm, không lắc lư người. Đấy. Thứ hai là chọn cái địa điểm nào để ghi hình cho nó đắc địa. Ví dụ như có một chuyện gì đang xảy ra mà lại nó có hiện trường nó mở ra thế này, thì truyền thông, truyền hình, hình ảnh người ta thích cái hiện trường. Đang có cái vụ gì đang xảy ra mà rất đang có cái hiện trường nó mở ra như thế ấy, là đấy là cao trào của sự kiện, của hiện trường. Thế là đấy là thông tin hình ảnh hấp dẫn nhất đối với báo chí, đối với báo đài. Cho nên khi mà mình muốn thu hút truyền thông ấy, mình đứng giữa tâm điểm của hiện trường đang mở ra nha. Thế đấy là hình ảnh hay nhất của truyền hình. Thì mình chọn có hiện trường. Khi mà sự việc mình nói mà không có hiện trường đóng lại rồi hay hiện trường chưa mở ra, thì ngồi trong chùa mình trả lời phỏng vấn cũng được. Chứ khi mà có hiện trường thì tốt nhất là hiện trường, là hình ảnh hấp dẫn nhất đối với công chúng. Bây giờ tiếp theo là khi trả lời phỏng vấn truyền hình ấy, thế bây giờ mắt nhìn của mình nhìn ở đâu thì mà đúng nha. Rất nhiều người trả lời phỏng vấn truyền hình là cái mắt nhìn sai. Trả lời phỏng vấn truyền hình ấy, mắt nhìn đúng là thế nào ạ? Mắt nhìn đúng là chỉ có hai điểm nhìn thôi. Điểm nhìn thứ nhất là nhìn vào người phóng viên, mà chính xác ấy là nhìn vào mắt người phóng viên. Đấy, ông phóng viên nó hỏi mình ấy, thay mặt công chúng hỏi mình, thì mình trả lời công chúng thông qua ông phóng viên. Cho nên mình nhìn vào mắt ông phóng viên, mình nói là đẹp nhất, lên hình là đẹp nhất. Thứ hai, cái điểm thứ hai mình nhìn là điểm gì đó ạ? Điểm nhìn thứ hai là nhìn vào ống kính. Khi nào thì nhìn vào ống kính? Khi mình muốn chuyển một thông điệp rất quan trọng, trực tiếp đến thẳng với 96 triệu người Việt Nam, thì mình nhìn vào ống kính là mình giao tiếp với công chúng trực tiếp, mình bỏ qua phóng viên luôn. Nhưng mà sau khi chuyển thông điệp ấy xong ấy, mình lại quay trở lại, mình lại nói chuyện với phóng viên. Toàn bộ cuộc nói chuyện về đại thể là giao tiếp với phóng viên. Đấy, thì cái mắt nhìn rất là quan trọng. Tiếp theo nữa là kỹ năng trả lời phỏng vấn truyền hình đó, đó là thoát ly văn bản. Trước ống kính truyền hình mà mình cầm tờ giấy như này mình đọc ấy, thì hiệu quả truyền thông nó rất là thấp. Rất nhiều các vị quan chức hiện nay ấy, là rất thích cái cầm tờ giấy này mà đọc. Trước Quốc hội cầm tờ giấy này đọc. Nói chuyện với quốc dân chúc Tết cũng cầm tờ giấy này đọc. Bây giờ kỹ năng truyền thông hiện đại ấy, người ta thoát ly văn bản. Mình chuẩn bị cái nội dung thì bằng văn bản, nhưng mà khi nói ấy, thì lại không nhìn vào văn bản nữa mà nói vào phóng viên, nhìn ống kính truyền hình nha. Mà không lại vậy, vừa nhìn và lại vừa nghĩ, không nghĩ gì cả nha. Tức là mình phải thoát ly được, mình phải nhập tâm, nói những điều đã nhập tâm rồi. Như thế để lấy được cái thoát ly văn bản là hết sức là quan trọng. Tiếp theo nữa là gì ạ? Tiếp theo nữa là cái hiệu quả truyền thông mà một cuộc trình diễn trước ống kính truyền hình ấy mang lại, thì chúng ta mong đợi cái gì? Thì tiêu chí nào gọi là hiệu quả truyền thông cao? Hiệu quả truyền thông cao tức là gì ạ? Tức là mình nói là người nghe hiểu được liền này. Chứ không cần phải phụ đề nhà sư vừa nói thế này. Không cần phụ đề gì cả, nói là hiểu liền. Là cái thứ nhất. Thứ hai hiệu quả truyền thông cao là mình nói là có sức cuốn hút đối với người nghe. Đấy là mình nói là người nghe đang ăn cơm thì để đũa lên này đấy, nghe xem nhà sư nói gì. Tức là về sức cuốn hút của một diễn giả, một người nói.
để cái độ cuốn hút cao. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là mình nói xong ấy, mình nói xong là phải có điểm nhấn, phải có thông điệp, phải có ấn tượng để lại cho người nghe. Tức là nói xong dăm ba câu ấy, thì khi mình không nói nữa thì người nghe vẫn nhớ được một hai cái điểm mình vừa nói. Người ta bảo bạn cũng nghe rồi đấy không? Vị hòa thượng vừa nói gì nhỉ? Vị nói gì? Chả nhớ gì cả. Thế hòa thượng nói một lúc nghe xong mà bảo hòa thượng nói gì thì chả nhớ gì cả. Thế như thế là gì ạ? Như thế nghe một lúc xong nhớ gì cả, tức là không có thông điệp, không có điểm nhấn để găm vào đầu người ta, đúng không ạ? Cho nên phải có ấn tượng găm vào đầu người ta, cái gì đấy người ta không quên, ai hỏi người ta vẫn nhớ cái điều đó và nhớ lâu dài nha. Như thế là phải để ấn tượng. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo ấn tượng mà tích cực đối với người nghe là gì ạ? Ấn tượng tích cực đối với người nghe là mấy điểm sau đây. Cái nội dung quý vị nói là người khán giả hàng triệu người nghe, người ta bảo nhà sư nói đúng, nhà sư nói chính xác, sự thật đúng là như thế, nhà sư nghĩ như là tôi nghĩ, nhà sư đánh giá sự việc này đúng như tôi cũng đã đánh giá. Tức là mình có sự đồng thuận từ người dân này, từ công chúng rộng rãi. Đấy, cái ấn tượng này tốt nhất, nhà sư nói chính xác, nói đúng sự thật, không che giấu, không chống chung. Thứ hai là qua cái nói này á, người ta cảm nhận xem cảm xúc của nhà sư thế nào. Cái việc vừa xảy ra ấy, nhà sư buồn hay nhà sư không buồn? Tức là cái cảm xúc của nhà sư là rất đồng cảm với mình. Mình cũng rất buồn về việc này thì nhà sư cũng buồn như mình. Như là nói xong cái cảm xúc của nhà sư, đúng không ạ? Truyền được cái cảm xúc cảm hứng cho người nghe, bởi vì là cái cảm xúc của mình nó giống với cảm xúc của công chúng. Đấy, như thế là có một số cái nội dung mà thuộc về cái kỹ năng khi trả lời phỏng vấn truyền hình. Tức là chỉ trong nói vài 3-4 phút thôi, nhưng mà làm thế nào để lại cái ấn tượng mang lại cái niềm tin cho người nghe, niềm tin cho công chúng. Và nhìn cái tác phong, cái ngôn ngữ cơ thể và cái nội dung phát biểu của nhà sư thì người ta phải thấy đúng là qua cuộc này phải thấy đúng là nhà sư một người thật sự là đáng kính. Trí tuệ thì mẫn tiệp, hiểu biết mà lại hiểu sát thực tế, nói năng thì khúc chiết, nói năng thì câu chữ chuẩn xác, nhưng mà cảm xúc thì phải nói là rất phù hợp với cảm xúc của số đông người dân Việt Nam. Đây, như thế để đấy là cái hiệu quả của trả lời phỏng vấn. Tôi xin báo cáo thêm một chút như thế.